Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zentity Shop. Trong thời đại ngày nay thì mạng Wi-Fi đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu và ngày càng gia tăng đối với mỗi tổ chức, doanh nghiệp bởi tính tiện lợi và đáp ứng sự bùng nổ của các thiết bị cá nhân. Do đó, để xây dựng một hệ thống mạng không dây hoạt động ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng thì việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là thiết lập một hệ thống quản trị tập trung cho tất cả các điểm truy cập. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản của dòng controller 7000 của Aruba như là 7005, 7010, 7030, 7205, v.v. để quản trị Wi-Fi nhé. Đối với các access point ngày nay thường có hai kiểu quản trị. Một là AP đóng vai trò làm controller ảo quản trị các AP còn lại, và kiểu còn lại là một thiết bị controller chuyên dụng hoạt động trong mạng để quản lý AP. Với giải pháp quản trị AP thông qua một controller ảo của Aruba thì Zentity Shop đã có bài hướng dẫn đầy đủ rồi. Các bạn có thể tham khảo bài viết này nhé. Còn hôm nay, nội dung mà mình muốn mang đến là làm thế nào để quản trị các AP của Aruba thông qua một thiết bị controller chuyên dụng. Ở đây, mình đang thực hiện với Aruba 7005, sử dụng phiên bản Aruba OS version 8.9. Các thiết bị cùng phiên bản firmware sẽ có cách cấu hình giống nhau, do đó các mã sản phẩm khác cùng phiên bản cũng có cách cấu hình hoàn toàn tương tự. Đối với các version firmware cũ hơn như là iOS 6.x thì cách cấu hình sẽ khác một chút, mình sẽ làm trong những bài viết tiếp theo. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu sơ qua về Aruba 7005 nhé. Trên đây là hình ảnh của thiết bị. Các bạn có thể thấy mặt trước bên trái có một cụm 4 cổng data JIDA Ethernet. Các cổng này được sử dụng để kết nối vào mạng LAN phục vụ cho việc quản trị AP. Sau khi kết nối vào mạng, các cổng này phải cùng dài IP với Wi-Fi. Ngoài ra, nếu các bạn sử dụng nhiều link thì cũng có thể nhóm các cổng này lại bằng port channel hay còn gọi là LACP. Các bạn cũng cần cắm máy tính vào một trong các cổng data này để thực hiện setup ban đầu. Phía bên cạnh là hai cổng console quen thuộc, sử dụng đầu RJ45 và mini USB phục vụ cho việc cấu hình bằng giao diện dòng lệnh. Phía ngoài cùng bên phải là cổng USB và đèn trạng thái. Mô hình kết nối mà mình sử dụng trong bài viết này bao gồm một router đóng vai trò là gateway cho mạng và cấp DHCP cho giải mạng duy nhất là 192.168.10.0/24. Router nối xuống switch và từ switch sẽ cắm trực tiếp các access point Aruba và controller. Cổng G0.0.0 của controller 7005 sẽ nối đến switch và cổng G0.0.1 sẽ cắm vào laptop của mình để cấu hình. Các AP thì tất nhiên sẽ nhận IP cùng giải 192.168.10 rồi. Để truy cập vào thiết bị này thì các bạn có thể truy cập qua giao diện web UI hoặc CLI. Với CLI thì các bạn chỉ cần có dây console đầu USB RJ45 hoặc mini USB. Sau đó chọn đúng cổng COM trên máy tính và cắm vào một trong hai cổng console để vào giao diện dòng lệnh là có thể thực hiện các bước setup. Với giao diện web thì các bạn cần cắm dây mạng vào một trong các cổng data của controller và nhập địa chỉ IP vào trình duyệt để truy cập. Địa chỉ IP mặc định của dòng Aruba 7000 là 172.16.0.254/24. Các bạn chỉ cần đặt IP của laptop cùng dài là được. Ở đây mình sẽ thực hiện truy cập bằng web UI. Các bộ điều khiển Aruba chạy iOS version 8 chỉ hỗ trợ truy cập bằng trình duyệt Internet Explorer và Firefox. Do đó mình khuyên các bạn nên tải và sử dụng Firefox để cấu hình. Sau khi nhập địa chỉ thì sẽ có một cảnh báo không an toàn xuất hiện. Các bạn click vào Advanced và Accept the Risk and Continue để vào giao diện Setup Wizard. Ở giao diện Setup Wizard này, với mục Provision Method, các bạn chọn Manual để cài đặt, sau đó nhấn Next để chuyển sang Deployment Mode. Ở đây các bạn chọn Standalone nếu mô hình của các bạn chỉ có một controller duy nhất như mình, hoặc nếu có nhiều hơn một controller chạy dự phòng thì có thể chọn Manage by a Mobility Conductor hoặc Manage by a Conductor Controller. Sau đó nhấn Next để chuyển sang thiết lập các thông tin cho controller. Các thông tin cơ bản của controller sẽ bao gồm Hostname để đặt tên cho thiết bị của mình, Country Code. Do thiết bị của mình đang chạy firmware US nên các bạn chỉ có một option là United States. Nếu firmware của các bạn là RWK thì chọn mã quốc gia tương ứng nhé. Tiếp đến là Admin Password. Các bạn đặt mật khẩu để truy nhập vào controller trong những lần sau, sau đó nhập lại để xác nhận mật khẩu. Cuối cùng là Clock. Phần này để cài đặt thời gian cho thiết bị, các bạn có thể chọn Use Time of Disk Machine để tùy chỉnh hoặc chọn Get Time from NTP Server và trỏ đến IP hoặc tên miền của NTP Server để cập nhật thời gian tự động. Tiếp đến chọn Time Zone chính xác, chọn xong các bạn nhấn Next. Mục tiếp theo là tùy chọn Connect đến Airway Server.
Đây là nền tảng quản trị tập trung từ xa để theo dõi và quản lý các thiết bị của Aruba. Tuy nhiên thì cũng cần phải có license để sử dụng. Tùy vào nhu cầu thì các bạn có thể bỏ qua và ấn Next để chuyển đến mục tiếp theo. Tại mục Connectivity, chúng ta điền các thông số liên quan đến kết nối của controller trong mạng, gồm có thứ nhất là VLAN ID, mặc định là VLAN 1. Do cổng nối xuống từ switch là cổng access nên các bạn chỉ cần nhập VLAN ID 1 là được. Nếu cổng nối xuống là cổng trunk thì các bạn cần nhập đúng VLAN ID tương ứng. Port nào đang nối với switch thì các bạn chọn port đó, và port 1 ở đây tất nhiên là access. Tiếp đến, các bạn cần gán một địa chỉ cho VLAN 1 để truy cập vào controller. Các bạn cần đặt đúng với giải mạng có trong mạng hoặc giải mạng của VLAN quản trị nếu có, để controller kết nối được các AP trong mạng, sau đó nhập subnet mask của giải mạng. Đối với DNS, các bạn có thể nhập DNS của Google như là 8.8.8.8 hoặc DNS của nhà mạng cung cấp nhé. Còn về các mục về IPv6 thì cũng tương tự, các bạn có thể điền thêm hoặc bỏ qua nếu không sử dụng đến, sau đó ấn Next. Chuyển sang mục License. Các bạn sử dụng bao nhiêu AP thì controller cần bấy nhiêu license. Trên Aruba 7005 hỗ trợ quản trị tối đa 16 AP. Nếu đã có license key thì các bạn chỉ cần copy paste tại đây để add license vào controller. Ở đây mình đã add sẵn license nên mình sẽ bỏ qua bước này và ấn Next. Sau khi thiết lập xong thì mục Summary sẽ hiện ra bản tóm tắt những thông tin vừa cấu hình. Các bạn xác nhận lại và chọn Deploy and Reboot để hoàn tất cấu hình. Sau đó chờ khoảng 3 phút để thiết bị khởi động lại nhé. Sau khi controller reboot thì các bạn kết nối lại laptop vào mạng, có thể cắm trực tiếp vào cổng data trên controller hoặc cắm vào switch đều được, sau đó nhập lại địa chỉ IP mới vào trình duyệt Firefox. Chúng ta đăng nhập bằng username và password vừa khởi tạo. Và đây là giao diện quản trị sau khi chúng ta login vào. Giao diện này khá đơn giản, các bạn có thể xem một số thông tin tóm tắt về các SSID, client, radio, v.v. tại mục Overview này. Ngoài ra thì cũng có thể xem các thông tin về controller và access point như là firmware, trạng thái up-down hoặc địa chỉ IP trong mục Infrastructure. Trong phần này thì chúng ta cần tạo các SSID, tức là các tên Wi-Fi để sử dụng theo ý muốn. Các bạn vào mục Configuration, VLAN, ấn dấu cộng để thêm một SSID mới. Tại mục General, đầu tiên các bạn nhập tên cho SSID. Primary Usage thì các bạn chọn là Employee vì đây là SSID mà chúng ta sẽ sử dụng chính. Khi cần một SSID cho Get riêng thì khi đó nên tạo một VLAN riêng trên switch. Broadcast On để chỉ định quảng bá SSID hoặc ẩn SSID đối với một số AP hoặc là tất cả AP. Và dưới cùng là Forwarding Mode sẽ quy định cách AP xử lý traffic từ máy khách. Trong iOS version 8 sẽ có 4 chế độ lần lượt là Tunnel, nghĩa là AP sẽ gửi các khung dữ liệu 802.11 dạng VLAN đến controller để xử lý thông qua một đường hầm GIE. Với Decrypt Tunnel thì AP sẽ giải mã và tách các khung 802.11 từ máy khách, sau đó gửi các khung 802.3 qua đường hầm GIE đến controller xử lý và ngược lại. Bridge Mode sẽ chuyển tiếp các khung 802.11 trực tiếp đến gateway trong mạng LAN. Chế độ này sẽ phù hợp với các mô hình nhỏ có cách triển khai đơn giản. Cuối cùng là Split Tunnel, phân tách lưu lượng thành hai luồng thay vì gửi tất cả từ máy khách đến controller. Lưu lượng nội bộ sẽ được chuyển hướng qua controller, trong khi lưu lượng Internet sẽ đi trực tiếp đến gateway trong mạng LAN giống như Bridge Mode. Tùy vào mô hình và chính sách của các bạn để chọn Forwarding Mode phù hợp. Ở đây mình sẽ chọn Bridge Mode và ấn Next để chuyển sang mục VLAN. Vừa nãy mình đã chọn VLAN hoạt động của controller là VLAN 1 nên với SSID này các bạn vẫn sẽ để VLAN ID là 1 để các máy khách nhận IP cùng dài nhé. Trong trường hợp các bạn muốn tạo thêm nhiều SSID tương ứng với các VLAN khác nhau thì sẽ cần chọn các VLAN ID tương ứng để giải mã, nhưng với điều kiện cổng nối xuống controller phải là cổng trunk. Tiếp theo các bạn nhấn Next để chuyển sang mục Security. Tại đây các bạn cài đặt mật khẩu cho SSID của mình với 3 tùy chọn là Enterprise để sử dụng trong mô hình có máy chủ xác thực như Radius với tính an toàn cao. Personal sẽ xác nhận bằng mật khẩu theo cách truyền thống với WPA2 hoặc WPA3, còn đối với Open thì sẽ không có mật khẩu. Tiếp theo, chuyển sang mục Access, các bạn chọn Default Role là Logon và ấn Finish để hoàn thành thiết lập. Cuối cùng, để lưu cấu hình,
các bạn click vào dòng chữ Pending Change ở góc bên phải phía trên và chọn Deploy Change. Các bạn cũng có thể sửa lại thông tin cho WLAN bằng cách click đúp vào SSID vừa tạo. Các thông tin sẽ hiển thị ở bên dưới. Sau khi setup xong thì các bạn chỉ cần cắm AP vào chung mạng với controller hoặc cắm chung vào một switch như là trong mô hình của mình. Các AP sẽ tự gửi các bản tin yêu cầu join vào controller và chờ được chấp thuận với trạng thái hiển thị ban đầu là down. Để chuyển trạng thái up cho AP thoát Wi-Fi thì các bạn vào mục Configuration, Access Point và chọn Allow List. Tại đây sẽ hiển thị địa chỉ MAC của AP vừa gửi request. Các bạn click vào và chọn Approve bên dưới. Lúc này trạng thái Approve sẽ chuyển thành Yes. AP đã sẵn sàng để phát Wi-Fi. Sau khoảng 1 phút, AP sẽ chuyển từ trạng thái Down sang Up và phát SSID như vừa cấu hình. Ok, như vậy là AP của mình đã chuyển sang trạng thái Up. Và các bạn có thể thấy SSID test đã được hiển thị để kết nối. Lưu ý là trong trường hợp AP không join vào được controller thì các bạn cần kiểm tra lại license, giải mạng của AP và controller đã giống nhau chưa và phiên bản firmware của controller và AP có tương thích với nhau không. Một số controller hiện nay vẫn sử dụng iOS version 6, AP Aruba thường chạy version 8 trở lên. Các bạn chỉ cần update firmware của controller hoặc AP sao cho cùng phiên bản là được nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn toàn bộ các bước cấu hình cơ bản để sử dụng được bộ điều khiển Aruba dòng 7000 và join được AP vào mạng. Hy vọng qua video này các bạn có thể dễ dàng cấu hình hệ thống Wi-Fi cho cơ quan, doanh nghiệp của mình. Nếu các bạn có góp ý hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công.